everyone. Các bạn ơi, mình đang có mặt ở chợ nha các bạn nha. Đó, hôm nay là mình đi chợ, hôm nay là chợ ngày rằm nên nó là một đông. Có phải bánh khăn này. Đây là khẩu trang này các bạn này. Mình sẽ mua mấy cái khẩu trang này các bạn ơi. Lấy cho em 3 cái đi. Mình sẽ lựa 3 cái khẩu trang này các bạn nha. Mùa này giật nhiều nên mình sẽ mua. Cái khẩu trang này hay bị hư dây không? Đa số dây nó hay bị hư á. Mình sẽ lựa 3 màu khác nhau các bạn này. Rồi. Em muốn cả 20 luôn đi. Không. 3 cái bao nhiêu? 15. Vậy hả? Cũng cười nhìn nhưng mà cười. Cái này thịt chó. Mình không ăn thịt chó nha các bạn. Nhiều quần áo lắm nè. Sky. Dạ, đây là máy quay vậy bác. Cô lấy bánh bột lọc đúng không cô? Bánh bột lọc. Tôi cháu bật 12 ngàn đi. Ở bên đây là có bánh canh nè. Cho bật bánh canh này nấu buổi tối đi không? 12 ngàn thì nè. 10 ngàn nửa tí. Có chả giò nè. Nè chắc phải 2 bịch này mới đủ á. Dạ. Cho thêm bịch nước mắm vô nha cô. Không biết đây là của cháu đây. Lấy khỏi một trang đấy. Rồi rồi. Rồi, cảm ơn nha. Mình mua đây này các bạn này. Cái này là con trai nhìn nó rất là thích nha các bạn nha. Hay cái trái dưa bỏ về biết cho con trai mình sẽ. Rồi đi thôi, let's go, let's go. Mấy vậy nè. Dưới này. Gọi còn chị nhé. Cái này bao nhiêu là có? Mới thực hành nha các bạn nha. Cái đỏ này bao nhiêu? Cái này 70. Ủa sao cái này mắc vậy? Tươi rãi. Tươi ai bằng bèo? Tươi bằng tôi. Cá hay là bằng má? Mình sẽ mua một ít cá đỏ này cho các bạn ơi. Cái đỏ này về là... 2. 3 con thôi. 3. Cái này làm chả cá được ngon không? Chính xác là chả cá. Vậy hả? Vậy thì lấy 4 con này đi. Con nào to á? Là 1 ký. Cái gì? Đừng. Rồi, làm sạch dùm với.
Thôi về chiên xả cũng được đi. Đây nè, tôm nè các bạn nè. Bên kia có mấy con ốc. Ôi tôm nhá. Này rồi. Cá mua cá mai của quan tôm à? Ba ơi, ba. Thank you. Đó. Modest với lại Dudlins đang ăn sáng nha các bạn nhé, breakfast. Đang ăn chai nào. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. À, ăn chai đi ăn sáng này. Hello, I'm Big One. Xin chào tất cả mọi người nha. Chào các bạn nha. Đó, mẹ mình mua đồ ăn sáng rồi nha các bạn nha. Breakfast. Hôm nay thì mình sẽ ăn nem tôm chấm với nước mắm nha. Mà không ăn cay được. Ăn cay được hả? Ờ, chili, mai xanh, no is chili. Chili là ớt. Rồi, các ăn đi. Mọi người. Nào, bác ra cho mọi người ăn thì xem coi là cái món này nó ngon không nè. Ok, cuối cùng bóc được. Rồi, nước lại mở ra như vậy nè. Đây, ăn. Bỏ lá qua một bên con. Cái này kiểu như nhà này nấu giống bánh trứng á các bạn. Đó. Bên nhà cây nhân bên trong của nó. Wow, con bóc ra đi. Các bạn lấy cái này ăn nè. Ở giữa có một con tôm các bạn nè. Đây nó nằm. Đào ra lên nè. Rồi cho nước mắm ăn đi con. Bỏ này đi. Đây. Rồi ăn đi. Nó bên ngoài. Mình các bạn ăn nha. Đây. Mình sẽ ăn. Yummy. Ngon lắm các bạn nhỉ. Ồ, một con mũi cắn lên chai này ra đây mẹ đập cho. Đúng rồi. Đúng không? Bỏ lá qua bên này con nè. Rồi, ăn đi. Hello, hello everyone. Mình cũng muốn ăn một cái nha các bạn nha. Mình cũng muốn ăn một cái. Mình ăn ké con trai mình nha các bạn nha. Đó, rất là ngon. Con trai nhỏ ăn đi. Nhưng mà vợ nó ở ngoài ạ. Đây các bạn nè. Đó, mình ăn ké một cái nha. Ngon là gì con? Delicious. Delicious. Baby. Hello, hello everyone. Các bạn ơi, mình đã chuẩn bị xong cái nguyên liệu này các bạn này. Này, con chai xác luôn cho mọi người nhìn thấy thế này. Cá này nha. Thịt bằm. Đó.
này nổi tiếng nha các bạn nha. Ngon. Còn cái thịt này thì mình để ướp mà mình xào rau nha các bạn nha. Đây là và con cá này khi canh nóng xong mà mình nấu cá là vừa canh chín rồi các bạn nha. Wow, ngon quá bạn nha. Ừ, ngon các bạn. Hello, hello everyone. Hôm nay con trai út nhà mình quay video nha các bạn nhé. Anh trai bới cơm đi. Đó, anh trai đang bới cơm rồi các bạn. Bới cơm mấy bạn nha. Bới cơm cho em rồi. Đó. Mình đang quay mấy bạn nha. Cá này, canh này các bạn. Mời các bạn ăn cơm nha. Dạ ơi. Không, chín hết rồi con. Không, để mình bỏ nước mắm cho con dục cái gì. Không, cái đó là nước màu cá hai con cá này ngoài biển thông minh lắm các bạn. Các bạn coi nha. Nè, tôi muốn ăn thịt rồi, tôi có một con mắm. Nè, con ăn đi. Có xương gỡ ra. Con trai ăn đi. Dạ. Con trai cái đuôi này nó đã xương. Dạ, mẹ. Mời mọi người ăn cơm nha. Hết thì bới tiếp. Đâu rồi? Nè, còn nhiều game đi con. Đó, con này có thịt ở trong á. Nào, các bạn ăn cơm đi ha. Có thịt rồi bà con. Ngon quá. Cá chấm nước mắm rồi các bạn ơi. Vậy bỏ đây. Con trông rồi xuống đây cho đúng, để đúng con trông. Cá trông nước mắm nó ngon lắm các bạn này. Ăn cá nó rất là ngon các bạn nha. Nhiều protein mà ít chất béo các bạn nha. Thì tôi chăm bên trong rồi. Con lấy thịt ăn đi.